Vâng, xin kính chào quý vị khán thính giả của Đài Á Châu Tự Do. Chào mừng quý vị và các bạn trở lại với chương trình Hội Luận. Hôm nay chúng ta sẽ bàn về vấn đề được toàn bộ xã hội Việt Nam quan tâm trong những ngày gần đây, đó chính là đề tài tham nhũng. Trong cuộc hội luận ngày hôm nay, các vị khách mời sẽ giúp chúng ta thảo luận cũng như là tìm ra câu trả lời cho cái mệnh đề, đó là liệu Đảng Cộng sản Việt Nam có thể chống được tham nhũng hay không. Cùng tham gia với chúng ta ngày hôm nay có hai vị khách mời. Xin được giới thiệu, vị khách mời thứ nhất là giáo sư Hoàng Dũng, là thành viên của Ban Vận động Văn đoàn Độc lập Việt Nam và cũng là một nhà bình luận, phê phán rất là tích cực, năng nổ ở trong nước. Và vị khách mời thứ hai xin được giới thiệu là luật sư Nguyễn Văn Đài, là người sáng lập cũng như là chủ tịch của Hội Anh em Dân chủ. Hiện thì luật sư Đài đang sinh sống ở Cộng hòa Liên bang Đức. Dạ vâng, một lần nữa thì xin cảm ơn hai vị khách mời đã đồng ý tham gia chương trình hội luận ngày hôm nay với Đài Á Châu Tự Do. Dạ vâng, thưa hai vị khách mời, rõ ràng là trong những ngày này đó thì cái vấn đề tham nhũng là cái vấn đề được người dân ở trong nước quan tâm nhiều nhất, đặc biệt chú ý quan tâm, phải nói là như vậy. Sau khi hàng loạt quan chức cấp cao mà mới nhất là Bộ trưởng Bộ Y tế và Chủ tịch thành phố Hà Nội đã bị bắt với cái tội danh liên quan đến tham nhũng. Và trước đó thì chúng ta cũng thấy được rằng đó là hàng loạt các cái quan chức các tỉnh ở trên cả nước bị bắt về cái vấn đề tham nhũng liên quan đến công ty Việt Á. Trước tiên tôi muốn được hỏi, theo cái quan sát của hai vị, thì hai vị đánh giá thế nào về cái tình trạng tham nhũng ở Việt Nam hiện tại? Dạ. Dạ vâng, xin mời giáo sư Hoàng Dũng phát biểu trước được không ạ? Tôi hình dung rằng tham nhũng nó cũng giống như ruồi bụi. Xã hội nào, thời đại nào, sạch sẽ đến đâu thì vẫn có ruồi bụi. Nhưng mà một người trong thực tiễn thì bao giờ phải đặt ra một cái câu hỏi, nếu như tự dưng mà ruồi muỗi nó xuất hiện nhiều hơn bình thường. Ở Việt Nam, tham nhũng đã đến cái mức mà người ta phải kêu, không phải là từng người dân kêu, mà chính lãnh đạo cao nhất của nhà nước Việt Nam cũng phải kêu. Như vậy nó đến cái mức nhiều quá mức bình thường. Và đã quá mức bình thường thì cái người bình thường cũng phải đặt câu hỏi là không còn là cái nạn tham nhũng không còn một vấn đề đạo đức cá nhân, mà phải xem cái nguyên nhân tổ chức xã hội, mình tổ chức xã hội như thế nào đó để mà khiến cho tham nhũng nó nhiều như vậy. Cũng giống như ruồi muỗi mà tự nhiên một hố mà nhiều quá thì phải xem có một cái con vật nó chết rồi nó gây ô nhiễm rồi ruồi muỗi nó sinh ra rồi vân vân, phải lo mà dọn cái xác nó đi thì nó bớt ruồi muỗi. Thành ra là thấy tham nhũng là một hiện tượng phổ biến để rồi cho rằng Việt Nam cũng phải là trường hợp ngoại lệ là một cái cách nói nó không có ích gì cả, mà lại thực chất là giấu giếm đi cái nguyên nhân mà khiến cho cái nạn tham nhũng Việt Nam phát triển. Và nếu như cũng cứ rao giảng về vấn đề đạo đức thì đạo đức thì cũng tốt thôi, anh cứ nâng cao đạo đức lên thì cũng tốt thôi. Nhưng mà nếu không bỏ qua cái vấn đề xã hội, vấn đề thể chế thì nhất định là tránh né những nguyên nhân quan trọng nhất để giải quyết vấn đề tham nhũng ở Việt Nam. Thế thì cái thể chế nó như thế nào? Ở Việt Nam theo một cái thể chế mà các nước văn minh không đi theo, họ theo một đường khác. Giáo sư Trần Đình Hữu hồi còn sống còn nói một cái câu nổi tiếng, nói Việt Nam là lạc hậu lắm đúng. Người ta đi trước mình 1.000 cây số, mình đi sau người ta thì gọi là lạc hậu. Đằng này thế giới đi một đằng, mình đi một đằng, tức là mình đi lạc hướng. Lạc hậu thì ở đến một cái năm nào đó, một tương lai xa xôi nào đó, mình sẽ bắt kịp họ hoặc là đi lại con đường cũng gần đến họ. Chứ còn lạc hướng thì vĩnh viễn không gặp được họ. Mình là lạc hướng. Chúng ta tổ chức xã hội như thế nào đó
mà cuối cùng thì toàn bộ quyền lực vào tay một nhóm người thôi. Mà cái nhóm đó chẳng không bầu. Nhóm đó chẳng không bầu. Cho nên bất chấp là những cái rao giảng nói Việt Nam mình là dân chủ đó vân vân, rồi nói rằng là dân chủ hay là nhân quyền là một cái khái niệm mà không phải là phổ quát mà cũng tùy từng nước đó vân vân, bất chấp tất cả những cái lời nói có vẻ là mạnh mẽ đó, thì cũng khó lòng mà phủ nhận rằng khi mà người dân không bầu mà cho là dân chủ thì là cái đó nghe không vô. Một người có lý trí bình thường nghe không được. Tôi có bầu anh đâu mà anh lại đào tôi. Thực chất ở Việt Nam chỉ có một nhóm người không do dân bầu điều khiển tất cả. Cho nên mình có một cái chuyện xấu hổ là anh bị anh tham nhũng, anh hối lộ, bị bắt, bị có đầy bao nhiêu bằng chứng, nhưng viện kiểm sát không thể truy tố được, nhưng tòa án không thể nào đưa anh ra tòa được, phạm tù được chừng nào đảng chưa có quyết định. Vừa rồi hai ủy viên trung đảng Nguyễn Thành Long và Chu Ngọc Anh là trường hợp như vậy, phải là Bộ Chính trị kết luận. Mà vì Bộ Chính trị kết luận cũng không được, là vì muốn kết luận thì chỉ cảnh cáo đó lên, cho muốn khai trừ khỏi đảng là phải ban chấp hành trung ương đảng, cho nên phải triệu tập bất thường hội nghị ban chấp hành trung ương đảng. Ban chấp hành trung đảng ra cái quyết định khai trừ hai ông này, tức là không còn đảng viên nữa, thì lúc đó mới đưa ra tòa được. Tóm lại không có người nào là đảng viên ở tù hết đấy, toàn là dân thường ở tù thôi. Một cái nền tư pháp mà nó không tự động, tức là nếu anh mà vi phạm pháp luật thì tự động cái ngành tư pháp nó phải làm việc ở đây không, nó phải chờ đợi bên đảng phải giải quyết cái đảng. Mà rồi nói rằng đấy là đặc trưng Việt Nam thì tôi là người dân bình thường, tôi nghe cũng không vô. Những cách làm như vậy thì dẫn đến cái chuyện người ta nghĩ thế này, người ta nói đánh chuột đừng để cho vỡ bình. Thực ra chính cái bình đó được dung dưỡng chuột, dung dưỡng chuột. Làm sao để thách đề nghị rằng là không còn chuột, không còn bình nữa không? Người ta sợ hãi. Thế đấy là cái ý kiến ban đầu của tôi. Tất nhiên là trong này thì có nhiều chuyện để có thể nói thêm được, nhưng mà để phải nhường lại cho anh Đài. Cảm ơn giáo sư Hoàng Dũng rất là nhiều. Vậy thì xin mời luật sư Đài cho ý kiến ạ. Vâng, thì tôi hoàn toàn đồng ý với giáo sư Hoàng Dũng. Tức là ở trên thế giới này ấy, thì bất kỳ một quốc gia nào nó cũng có tham nhũng cả. Nhưng ở Việt Nam tham nhũng nó có cái đặc biệt là nó là cái quốc nạn, nó trở thành giặc nội xâm và nó trở thành cái bản chất của chế độ. Đấy thì chúng ta đều biết ấy, khi mà cái nhà nước độc tài cộng sản Việt Nam ấy được dựng lên ấy, thì nó đã thiết kế một cái cơ chế để cho tham nhũng nó được sinh ra và nó được lộng hành rồi. Tức là họ thiết kế cái mức lương của các quan chức ấy rất là thấp, anh không thể nào đủ để mà cho cái nhu cầu sống của bản thân, của gia đình cũng như mọi cái nhu cầu trong gia đình. Anh mà có muốn có cuộc sống sung túc giàu có như là những doanh nhân hay là như những người làm các doanh nghiệp tư nhân khác ấy, thì anh phải buộc phải tham nhũng. Không tham nhũng bằng cách này thì tham nhũng bằng cách khác. Anh có thể tham ô tài sản nhà nước, anh có thể hành sách doanh nghiệp người dân để anh kiếm tiền thông qua những cái dịch vụ công mà để phục vụ cho cuộc sống của anh. Thì trước đây thì họ thiết kế cái kiểu đó để những quan chức này tham nhũng mà trung thành với chế độ, trung thành với chế độ, bảo vệ chế độ để mà tham nhũng. Thế nhưng mà khi mà đến một cái giai đoạn tham nhũng nó lan tràn quá mạnh rồi và cái hệ thống chính trị cộng sản nó không còn đáp ứng được cái nhu cầu nội tại của nó nữa, thì bắt đầu nó nảy sinh cái cuộc đấu giá tranh giành quyền lực rất là quyết liệt giữa các nhóm lợi ích với nhau. Thì cuối cùng ấy, là mặc dù ông Nguyễn Phú Trọng là người đứng đầu, ông dấy lên một cái chiến dịch đốt lò để chống tham nhũng đấy, nhưng mà thực ra chỉ là những nhóm tham nhũng to đánh nhóm tham nhũng nhỏ, những cái nhóm có quyền lực cao hơn đánh những cái nhóm tham nhũng có quyền lực thấp hơn của thôi. Đấy, tới mức độ chúng ta nhìn rộng ở thế giới ấy, thì không có một quốc gia nào trên thế giới mà họ có một hẳn một cái gọi là ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng cấp trung ương, rồi bây giờ không có đủ lại thành lập ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng đến 63 tỉnh trên 63 tỉnh thành trên cả nước. Thì chúng ta thấy cái mức độ càng ngày nó càng nghiêm trọng đến như thế nào. Một câu hỏi người dân ngày hôm nay đặt ra là bây giờ tìm được quan chức cộng sản nào từ trưởng thôn cho đến người đứng đầu là Nguyễn Phú Trọng không tham nhũng? Có những người ta khen ông Nguyễn Phú Trọng là người ngay thẳng, thực thà, không có tơ hào cái gì của dân, không có tham nhũng. Nhưng mà cái vấn đề ở đây
có thể ông Vũ Trọng không có nhận phong bì, ông không có tham nhũng trong các dự án BOT, không có tham nhũng trong các dự án đấu thầu. Thế nhưng mà vấn đề ở đây là một mình ông giữ quá nhiều quyền lực, không phải chỉ có chức tổng bí thư, ông còn nắm cả bên quân đội, ông còn can thiệp cả bên công an, rồi rất nhiều những chức vụ khác mà bên dưới của ông là tất cả những quan chức đều tham nhũng hết cả. Đấy, tôi từng nhớ trước các trong các hội nghị trung ương để chuẩn bị cho đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam thì ông Nguyễn Phú Trọng rất nhiều lần tuyên bố trước hội nghị cũng như trước truyền thông báo chí rằng là gì, cương quyết là không để một người nào tham nhũng tiêu cực, suy thoái về đạo đức lối sống lọt vào trung ương. Nhưng mà cuối cùng vì sao, ngay sau khi đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13 kết thúc, chỉ có 3 tháng sau thì ông Trần Văn Nam là bí thư tỉnh ủy Bình Dương ngã ngựa đầu tiên, rồi bây giờ đến hai ủy viên trung ương khác, một là bộ trưởng Bộ Y tế, hai là chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đều đầu tiên. Mà trách nhiệm này thuộc về ai? Trách nhiệm này thuộc về ông Nguyễn Phú Trọng, ông là tổng bí thư, ông là trưởng tiểu ban nhân sự của đại hội. Đấy, ông xét duyệt toàn bộ hồ sơ của 230 ứng cử viên để chọn ra 200 người vừa vào ủy viên chính thức, vừa là ủy viên dự khuyết. Ông ta phải chịu nhiệm. Nhưng mà đến giờ phút này, ông ta chưa có một cái lời xin lỗi nào đối với người dân, mặc dù ông ta tuyên bố như vậy. Thì một cái người đứng đầu, khi mà anh ở cái lứa tuổi rất là cao, anh tham nhũng quyền lực bằng cách là gì? Anh chà đạp lên ngay cả điều lệ đảng của anh để ở lại nhiệm kỳ thứ 3. Mặc dù điều đảng cấm là cái chức tổng bí thư chỉ có 2 nhiệm kỳ thôi, không bao giờ có một cái ngoại lệ nào đây cả. Anh ngồi nhiệm kỳ thứ 3, rồi tuổi cũng quá, cái nhiệm kỳ cũng quá, ở lại để giữ quyền lực. Nhưng mà bản thân anh không thể nào kiểm soát quyền lực, anh nắm quá nhiều quyền lực, anh không thể kiểm soát quyền lực và không kiểm soát được cái hành vi vi phạm pháp luật của thuộc cấp của mình. Thì một con người như vậy thì nó gọi là tham nhũng quyền lực. Và như vậy cái hậu quả của nó có thể bây giờ ông bộ trưởng Nguyễn Thành Long ông chỉ tham nhũng một vụ Việt Á hay là một vài vụ khác thôi. Ông Chu Hồng Anh cũng chỉ như vậy, hay một vài quan chức khác. Nhưng mà khi một người tham nhũng quyền lực thì nó bảo kê cho cả một cái chế độ tham nhũng, điều đó mới là cái điều nguy hiểm. Đó, chúng ta thấy như vậy. Chúng ta thấy rằng là người dân đang là quan tâm đến cái vụ Việt Á rất là nhiều, bởi vì nó không chỉ là tham nhũng thông thường mà nó còn là tham nhũng trên cái sự tang thương, trên cái sự chết chóc của người dân. Thì tiến sĩ Nguyễn Đức Thành là một chuyên gia kinh tế ở Việt Nam, tôi nhớ rằng là ông Nguyễn Đức Thành đã từng bình luận rằng thông qua cái vụ Việt Á này đó thì có thể thấy rằng là tham nhũng ở Việt Nam nó đã tiến hóa trở thành một cái dạng tham nhũng mới tinh vi hơn, gọi là lũng đoạn nhà nước. Tức là thay vì tham nhũng là các cái nỗ lực cá nhân hoặc là hội nhóm thì nay toàn bộ cái hệ thống nhà nước đã bị biến trở thành cái công cụ cho cái việc tham nhũng. Từ cái việc chúng ta thấy rằng là cái công ty Việt Á này được cho phép để mà sản xuất các cái dụng cụ xét nghiệm, đúng không? Rồi thì cái dụng cụ xét nghiệm đấy được nhà nước chuẩn thuận, và nhẹ bản thân nhà nước đưa ra các cái chính sách để ép toàn dân phải xét nghiệm và yêu cầu các cái cơ quan y tế phải sử dụng cái bộ dụng cụ xét nghiệm này. Thì chúng ta thấy rằng là cái tham nhũng hình thức ở đây đó là sử dụng nhà nước để trục lợi. Vậy thì không biết là giáo sư Hoàng Dũng và luật sư Nguyễn Văn Đài có thể cho khán thính giả của Đài Châu Tự Do biết được rằng là với cái tình trạng tham nhũng mới này đó thì cái mức độ nghiêm trọng của nó và cái tai hại của nó là như thế nào? Ông Marx xưa ông nói là ông lên án cái chủ nghĩa tư bản. Mà đến cái thời ông Lenin ấy, ông cho rằng là khi mà chủ nghĩa tư bản thì nó tiến hóa đến giai đoạn tột cùng thì nó nắm lấy nhà nước, và nó định nó thành ra là cái chuyện chủ nghĩa đế quốc. Bây giờ anh hãy nhìn qua cái chủ nghĩa xã hội theo kiểu Nguyễn Phú Trọng thì cái con đường tiến hóa của một cái gọi là chủ nghĩa xã hội, mà gọi là chủ nghĩa kinh tế thị trường mà định hướng xã hội chủ nghĩa đó, thì con đường tiến hóa nó cũng đi như thế đấy. Từ một cái nhóm lợi ích nhỏ dần thành nhóm lợi ích to, và nó sẽ liên kết với các quan chức trong nhà nước. Ban đầu chỉ là những cái vụ hối lộ nhỏ để làm những công việc, những cái đề án nhỏ thôi, nhưng dần dần nó đi đến chính sách và nó đưa lấy nhà nước, nó đẻ vị trí nhà nước mới làm được, nó đẻ ra những cái chính sách nhân dân nhà nước để bắt toàn dân phải trở thành là con tin cho cái chủ trương trục lợi của họ. Con đường nó tất yếu,
nước tất yếu. Cái việc mà nói rằng là đã tiến hóa đến cái chuyện tham nhũng trở thành ra vấn đề lũng đoạn nhà nước, thì thực ra cái lũng đoạn đó, cái vụ Việt Á làm cho người ta thấy rõ hơn, chứ không có nghĩa là đến Việt Á mới bắt đầu làm chuyện đó. Ở Việt Nam thì hầu như người nào cũng có thấm thía biết cái chuyện đó cả. Tức là các cơ quan nhà nước là con tin trong tay của một số người, mà vụ Việt Á là một trường hợp. Tất nhiên khi đã như vậy thì nó có tính chính danh của nó. Và người dân nếu mà phản đối tham nhũng thì nghe thì có thể vỗ tay hoan nghênh. Nhưng bây giờ đâu có phải phản đối tham nhũng. Bây giờ nếu phản đối thì lại là phản đối nhà nước. Cho nên có một cái chị ở Bình Dương không chịu cho người ta ngoại mũi, bị nó đè ra ngoài mà 2-3 cái anh dân quân nắm chặt tay để cho người ta ngoại mũi, mà thậm chí người ta tưởng rằng cái việc mà làm như thế là đúng đắn, cho nên người ta tự quay phim để đưa lên mạng. Như vậy thì đâu có phải đơn giản là người ta chống lại, đó là chống lại Việt Á, đúng phải. Mà Việt Á nó làm thế nào đó để cho một cái chủ trương tham nhũng mà toàn dân phải là cung cừu, bắt buộc phải chấp nhận. Và nếu chống lại tức là chống nhà nước. Thì cái đó kinh khủng. Cái đó kinh khủng. Cho nên ông Trọng ông nói là chống tham nhũng là vì sự tồn vong của đảng, là nói rất thành thật và đúng. Bởi vì đến mức đó mà không nói đó là sự tồn vong của đảng thì đến mức nào nữa mới nói. Tuy nhiên nói như thế và dừng lại với những cách giải quyết như vậy thì như tôi nói, đảng vẫn tiêu vong như thường, trước hay sau đảng tiêu vong với cái cách làm như thế này. Bởi vì cái tham nhũng ngày càng phát triển, hôm nay bị trấn áp, bị vạch mặt là nó lũng đoạn nhà nước, nhưng hôm sau nó lại lũng đoạn ở chỗ khác, và bài học luôn luôn mới mẻ. Anh vẫn không học được, bao giờ mới, không đẻ chuyện này đẻ chuyện khác thôi. Ông Trọng có goodbye đi nữa, người khác lên tổng bí thư cũng chưa nghe chuyện. Thể chế, tôi đã nói đây là vấn đề thể chế, và phải giải quyết bằng thể chế, chứ không phải giải quyết bằng đạo đức cá nhân. Dạ vâng, cảm ơn giáo sư Hoàng Dũng. Luật sư Nguyễn Văn Đài thì sao ạ? Như giáo sư Hoàng Dũng vừa mới nói rằng, vừa chỉ ra một cái ý rất là hay, đó là với cái việc tham nhũng dưới hình thức lũng đoạn nhà nước đó, thì nay nếu người dân chống tham nhũng thì nó không chỉ đơn thuần là chống tham nhũng nữa, mà mà cái nguy cơ đó là có thể bị chụp mũ là chống nhà nước, bởi vì chính nhà nước là ban ra cái chính sách đó. Vậy thì luật sư Nguyễn Văn Đài có thể cho khán thính giả của Đài Á Châu Tự Do biết là vậy thì cái hệ lụy của nó đối với xã hội là như thế nào, và đối với đất nước là như thế nào, và người dân nữa là như thế nào, thưa luật sư? Vâng, đúng rồi. Trước hết thì đồng ý với giáo sư Hoàng Dũng ấy, là cái vấn đề tham nhũng ở mức độ lũng đoạn nhà nước ấy, nó là một cái tiến trình phát triển tất yếu của cái gọi là chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đó là tiến trình. Đến cái thời kỳ đó thì cái vụ Việt Á này ấy, nó không phải là cái vụ đầu tiên, mà nó chỉ là phanh phui ra để làm cho người dân nhìn thấy rõ hơn thôi. Tôi sẽ lấy ví dụ như là cái vụ của ông Trịnh Văn Quyết FBC được ạ. Bản thân ông ta cũng là lũng đoạn cả một cái hệ thống của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, rồi hai cái sàn giao dịch chứng khoán, đã có gần một chục quan chức của cả cái Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vào tù rồi, bị cắt chức hết rồi. Đấy, thì đấy, nó tham nhũng trong lĩnh vực khác nhau. Đấy là ở trong lĩnh vực chứng khoán, hay là ở trong cái lĩnh vực đất đai thì chúng ta thấy rõ nhất, nó lợi dụng vào các chính sách đất đai đấy để làm giàu cho các doanh nghiệp. Thì ngay như kể không chỉ là người Việt Nam, các chuyên gia quốc tế họ cũng nói hầu hết các đại gia Việt Nam ấy, nó đều liên quan đến đất đai cả, đều liên quan đến tất cả đó. Thì một mình cái ông chủ doanh nghiệp hay là một cái tập đoàn đó, nó không đủ sức để mà nó làm. Nó phải có sự cấu kết từ doanh nghiệp cho đến các quan chức, mà không chỉ là quan chức của một ngành, mà quan chức liên ngành, rồi quan chức không chỉ ở địa phương, mà nó còn quan chức ở từ trung ương đến địa phương. Cho nên nó tạo ra một cái sự lũng đoạn cả về cái mối quan hệ giữa con người với nhau, doanh nhân và quan chức. Và thứ hai, khi mà nó đã đủ mạnh rồi thì nó sẽ tạo ra các cái chính sách để phục vụ cho đó. Cho nên chúng ta nhìn thấy ở đất nước Việt Nam chúng ta, cái hệ lụy mà nó gây ra là gì? Thứ nhất, ở trong lĩnh vực đất đai có hàng triệu người dân ngoài, từ những người là họ có quyền chiếm hữu, có quyền sử dụng đất, tất nhiên đó chưa phải là quyền sở hữu, trở thành những người
vô gia cư không còn mất hết tài sản của mình, những vụ Thủ Thiêm nó là gây nạn đau cho cả hàng chục nghìn người trong cả hàng chục năm qua rồi. Biết bao nhiêu người từ có nhà có cửa có đất đai để sản xuất, họ trở thành người không có nhà cửa phải sống nương nhờ nơi khác. Hay là những cái vụ chính sách đất đai như là ở vườn rau Long Hưng cũng vậy thôi, hàng cả mấy trăm gia đình họ bị mất trắng tài sản bởi vì những chính sách lũng đoạn kiểu đó. Nó vừa mà tất nhiên vụ vườn rau Long Hưng ấy, nó vừa chính sách lũng đoạn về tham nhũng, nó lại vừa liên quan vấn đề chính trị ở đây nữa đấy. Thì cho nên vì những người đó là những người đang những người dân ở đó là những người Công giáo, nó liên quan vấn đề tôn giáo và vấn đề chính trị thì chúng ta không bỏ qua vụ đó. Nhưng mà hầu hết trong các cái vấn đề khác nó đều liên quan đến tất cả các chính sách đấy. Vụ Việt Á thì giáo sư Hồ Dũng lấy ví dụ rồi, nó phải làm bằng được, đến cấp địa phương có lợi ích là nó bắt người dân ta đi quay mũi thôi đấy, mà họ coi việc làm đó là một việc làm bình thường và đúng luật, chứ nó không biết đấy là nó vừa sai phạm về vấn đề đạo đức vừa sai phạm về vấn đề pháp luật. Thì chúng ta thấy thì do cái vấn đề về cái hậu quả, tất cả mọi hậu quả là người dân thì phải gánh chịu gánh nặng, đè nặng lên bởi rất nhiều cái yếu tố, mất đất đai, mất nhà cửa, trở thành người vô gia cư, trở thành dân oan, khiếu kiện, và có đất nước thì mất đi những nguồn lực quan trọng, tiền bạc, đáng nhẽ những nguồn lực đó để đầu tư xây dựng phát triển đất nước. Thì bây giờ chúng ta một năm ấy mất ít nhất 30% nguồn lực vào túi các quan chức cũng như các đại gia, mà nguồn lực đó vào túi thì họ một phần là họ cất giấu, một phần là họ ăn chi tiêu ở nước ngoài, chứ họ không đem lại tái đầu tư sản xuất trong nước, thì cái đó nó cũng mất đi cái sự phát triển. Bởi vì chúng ta đã nhìn thấy rõ với những cái nguồn lực tài nguyên thiên nhiên mà Việt Nam đã khai thác trong 30 năm qua, với những cái tiền vốn, tiền vay từ trong nước với nước ngoài trong 30 năm qua, thì với những số tiền như vậy, với cái tiềm lực con người Việt Nam, chúng ta dư sức để vượt qua Đài Loan và tiệm cận Hàn Quốc trong 30 năm, chứ không phải như ngày hôm nay. Bây giờ ngày hôm nay chúng ta vẫn, những người dân Việt Nam ở trong nước, thanh niên ấy vẫn rất là tự hào nếu anh được đi du lịch đấy, đi học tập hay đi lao động làm thuê ở Đài Loan hay Hàn Quốc hay Nhật Bản, thì điều đó là một sự sỉ nhục đối với quốc gia. Hay là những cô gái ấy, được lấy chồng Đài Loan, được lấy chồng Hàn Quốc, đó là một sự thoát nghèo, là một sự làm giàu, thì đó là một nỗi nhục cho cả cái đất nước của chúng ta. Đấy là cái hậu quả mà chúng ta phải chịu ngày hôm nay. Dạ vâng, xin cảm ơn ý kiến của luật sư Nguyễn Văn Đài. Thông qua những cái ý kiến bình luận của hai vị khách mời đó thì tôi có thắc mắc, đó là tại sao cái chỉ tiêu, đúng không ạ? Đó là một cái người mà muốn trở thành một cái nhân vật cấp cao ở trong nội bộ đảng cũng như là trong nhà nước thì cần phải có rất là nhiều các cái tiêu chuẩn, mà như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đưa ra là phải có cái phẩm chất về đạo đức, phẩm chất về chính trị, rồi thì cũng được tôi luyện này kia, rồi xong đó mới được cất nhắc. Vậy thì với một cái người lãnh đạo đảng là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dương cao ngọn cờ chống tham nhũng suốt nhiều năm qua và đã đặt ra rất là nhiều các cái tiêu chí để mà chọn những cái người để đưa vào các cái vị trí cao ở trong đảng và trong chính phủ, thế thì tại sao những cái người này có thể ban đầu đáp ứng những cái tiêu chí như vậy thì mới được đưa vào những cái vị trí đó, đúng không ạ? Thế nhưng cuối cùng lại trở thành tham nhũng, mà không những tham nhũng bình thường mà tham nhũng rất lớn như là những cái vụ như vừa rồi đã được phanh phui. Thì không biết là theo hai vị khách mời thì cái nguyên nhân nó nằm ở cái chỗ nào ạ? Dạ. Tôi thấy vấn đề không phải là cái ý muốn chủ quan của người cầm quyền. Giả sử những người cầm quyền họ thực lòng họ muốn thay đổi đất nước, thực lòng họ không có bè có cánh gì ở đây, họ chọn người, những người có trách nhiệm, chẳng hạn như ông Trọng, ông ở vị trí có thể chọn được người cộng sự. Giả sử như là ông hoàn toàn vô tư thì cái kết quả của việc chọn người của ông tốt hay xấu nó không thể nào nằm biết chắc chắn được. Là vì sao? Là vì chúng ta không ai đặt cược cả sinh mệnh của một dân tộc vào trong cái năng lực của một người. Chúng ta phải tổ chức xã hội theo một cơ cấu thế nào đó, bản thân cơ cấu đó nó giải quyết được vấn đề, chứ nó không phải là phụ thuộc vào một người nào đó, mặc dù cái người nào đó là hết sức quan trọng, nhưng nó không phải phụ thuộc vào người đó. Trong một cái, tôi chỉ đưa một cái ví dụ mà cái này thì nhiều người đã nói.
chúng ta có miếng bơ rồi chúng ta để hư hỏng ở bên ngoài thì chúng ta sợ chuột nó ăn, đem con chuột ra mà huấn thị, mà dạy dỗ Mác Lênin hay dạy dỗ tư tưởng Hồ Chí Minh, nói rằng chuột ơi, ăn trộm bơ là xấu lắm, nó trái với tư tưởng của Bác Hồ. Thì cho dầu mình có dạy dỗ đến đâu đi nữa, đến lúc mình lơ đi thì con chuột nó sơi miếng bơ như thường. Cái học tập tư tưởng Hồ Chí Minh là đạo đức chỉ Mác Lênin thì không giải quyết được vấn đề đâu. Một người bình thường họ sẽ nghĩ ra những cái đối sách mà ai cũng thấy được cả. Một là đem miếng bơ bỏ vào tủ mà khóa lại để cho con chuột muốn ăn cũng không ăn được. Điều thứ hai là nuôi mèo hay là bỏ cái điện trong cái chỗ cái tủ đựng bơ, rồi con chuột luôn luôn bị mèo săn đuổi, hoặc là nó và sờ vào cái miếng bơ nó bị điện giật cho thức kinh, tức là nó cũng không dám ăn vùng, nó không thể ăn vùng và không dám ăn vùng. Và thứ hai là nếu như con chuột nó có những cái món ăn khác, mà chuột là một cái sinh vật tự nhiên nó sống bằng món ăn khác, thì nó cũng cần thêm bơ của mình, nó có thể sống bằng cách khác, tức là nó cũng nhu cầu điên vùng của mình. Thì sẽ có ba cái khía cạnh đó, thì ở Việt Nam thì thế nào? Luật pháp lỏng lẻo, diễn đạt cách này cũng được, mà diễn đạt cách kia cũng được. Mà cái này thì chính những cái viên chức nhà nước cao cấp họ thừa nhận. Thứ hai là không phải không những như vậy mà cũng phụ thuộc vào ai xử lý. Luật pháp đã có thể dùng luật pháp để mà trị án này thật, nhưng mà nếu cái người đó là phe cạnh của mình thì nó lơ, thành ra là mình vẫn thoát tội. Thành ra cái luật pháp kiểu đó thì nó vi phạm, nó không sợ bị trừng trị, nó dễ vi phạm, và khi vi phạm cũng sợ trừng trị, miệng là họ thuộc vào thế lực của ai. Như vậy mà không thể vi phạm, không thể tham nhũng thì ở đây là có thể. Nó có sợ tham nhũng thì ở đây không sợ, bởi vì cái sự trừng trị đó nghĩa là giống như là không may mắn thôi. Mới toanh đây, cái ông Trương Quốc Cường, ông nói suốt đời phấn đấu mà cuối cùng không may ông thấy cái chuyện ông vi phạm pháp luật và bị bắt ở tù, chẳng qua là không may thôi. Ông nói công khai là không may, cũng giống như là một con chuột mà nó ăn vùng mà không may bị bắt. Cái tư tưởng nó cực kỳ kinh khủng. Và tôi nói nhìn chung người cái cán bộ hiện nay lương không đủ sống, cái này nhà nước phải thừa nhận. Thì ban đầu thứ đồ sống thì họ ăn trộm lặt vặt, hành người dân lặt vặt để ăn tiền, nhưng mà dần dần ấy thì khi nó giàu lên rồi nó quen rồi, đến lúc họ thừa đủ sống họ vẫn cứ tham nhũng. Nhưng mà phải nói rằng trong cái hoàn cảnh như thế này, nếu mà họ không đủ sống thì họ làm cái khác để họ kiếm tiền, cũng là kiểu tham nhũng thời gian. Thành ra cái tham nhũng nó phổ biến. Ba thì yêu cầu là không thể, không dám và không cần, như ta đã nói là chúng ta đều vấp phải cả. Ở Việt Nam đều không tuân thủ cả. Và điều đó là lý do sâu xa để cho cái nạn tham nhũng nó cứ lan tràn, bất chấp là anh có muốn. Và với một cái thể chế tổ chức mà người ta công khai nói rằng chúng ta là không có tam quyền phân lập, nghĩa là ngay cái ngành tư pháp muốn diệt tham nhũng cũng phải hỏi ý kiến của đảng cả, thì đủ biết rằng làm sao mà nó chống tham nhũng được. Cho nên lò cứ rừng rực cháy, nhưng mà một chập thì củi cũ đã hết thì nó có củi mới thôi, không cái lò nó không tắt được đâu. Toàn tất cả những người như trẻ như tôi chẳng hạn, không bao giờ tôi tin tưởng rằng là cái công việc mà chống tham nhũng của đảng hiện nay đang được tuyên truyền rất là mạnh mẽ, mà lại đạt đến cái kết quả đúng như mình mong muốn,
Mặc dù nói là nó không đạt kết quả, không đúng. Nó có kết quả. Nhưng kết quả như vậy hoặc gấp 10 lần đi nữa thì cũng giải quyết được vấn đề tham nhũng. Dạ vâng, xin cảm ơn ý kiến của giáo sư Hoàng Dũng rất nhiều. Luật sư Nguyễn Văn Đài, ông có thể cho biết là cái vấn đề ở đây nó là gì khi mà Đảng Cộng sản rất là nêu cao cái vấn đề tuyển người tài đức, thanh liêm, rồi rất là nhiều cái tiêu chí khác đấy ạ. Thế nhưng mà khi mà đã có được cái vị trí đấy rồi thì lại giống như cái ngôn ngữ của Đảng Cộng sản, đó là tha hóa, biến chất, trở nên tham nhũng. Thì cái vấn đề ở đây nó là gì thưa luật sư? Vâng, vấn đề ở đây nó là cái thể chế, vấn đề ở đây là cái chế độ chính trị. Chúng ta đều biết rồi, ông triết gia Lord Acton ấy, ông đã nói từ cách đây hàng thế kỷ rồi. Ông nói ấy, khi mà quyền lực tuyệt đối ấy, thì tự bản thân nó đã sinh ra sự tha hóa tuyệt đối rồi. Bây giờ như giáo sư Hoàng Dũng đã nói đấy, tức là quyền lực của đất nước Việt Nam chúng ta ấy, nó chỉ nằm trong một nhóm những người nhỏ thôi. Nó gồm khoảng gần 200 người, đó là các ủy viên trung ương, thì trong đó có các ủy viên bộ chính trị và ban bí thư, họ nắm toàn bộ quyền lực trong tay và không ai bầu cho nhóm người này cả. Tức là cứ ban chấp hành trung ương của cái khóa trước thì họ được quyền chọn ban chấp hành trung ương của khóa sau và họ chuyển giao quyền lực, và ban chấp hành trung ương của khóa hiện tại là khóa 3 thì khi mà hết gần đến nhiệm kỳ ấy, họ sẽ lựa chọn ban chấp hành trung ương khóa 14 và họ chuyển giao quyền lực. Cho nên nó không có người dân bầu lên những người này, cho nên tự bản thân cơ chế của nó là anh là chế độ độc tài, anh là quyền lực tuyệt đối thì tự bản thân nó sẽ tháo hóa tuyệt đối. Cho dù ông Nguyễn Phú Trọng ông có đặt ra bao nhiêu tiêu chuẩn đi chăng nữa, cái tiêu chuẩn khắt khe đến bao nhiêu điểm nữa thì tự bản thân cái đội ngũ cán bộ của nó đã bị tha hóa rồi. Tức là gì? Đối với cán bộ quan chức cộng sản đấy thì họ có rất nhiều các lớp lý luận bồi dưỡng về đạo đức khác nhau, từ sơ cấp, trung cấp cho đến cao cấp lý luận, họ học rất là nhiều. Học đối với lý luận cao cấp ấy, thì học gần 2 năm lý luận cao cấp đấy, mà trong đó chủ yếu về các môn về đạo đức chính trị, nhân cách Hồ Chí Minh rồi tất cả mọi thứ. Nhưng mà cuối cùng thì tại sao tất cả các quan chức khi mà khui ra thì đều bị là hủ bại cả? Không phải là khi họ trở thành quan chức vào ủy ban chấp hành trung ương rồi họ mới hủ bại. Ví dụ như là ông Trần Văn Nam, ông ấy đã sai phạm từ năm 2012 cơ, nhưng mà ông vẫn lọt được vào trung ương khóa 12 năm 2016, rồi lại tái cử 2021 và đến bây giờ gần đây mới phát hiện ra đấy, chứ không phải là ông lọt qua tất cả rất nhiều cửa để xét duyệt. Thế thì đây vấn đề ở đây là gì? Cái người ứng cử viên họ cũng đã bị tha hóa rồi, và những người có thẩm quyền để xét duyệt xem xét các ứng cử viên đấy họ cũng bị tha hóa bằng rất nhiều cách. Cho nên cái người không tốt thì đương nhiên họ phải chọn người không tốt, chẳng có ai tốt đây cả bản thân cả cái thể chế chị đâu ai tốt đâu. Từ ông Trọng là tôi cho ông là cái chỏm đầu đi, thì từ cái mang tai của người xuống ấy đều là người xấu hết cả, không có người nào là tốt cả, bởi vì cái chế độ nó sinh như thế, bản thân cái chế độ là thế. Bây giờ tôi lấy ví dụ như ở trong một cái chế độ dân chủ đa đảng đi, nó có rất nhiều cái đảng phái chính trị, nó giám sát quyền lực khác nhau. Anh thất cử thì anh trở thành đảng đối lập, anh giám sát quyền lực của đảng cầm quyền. Ngoài các đảng đối lập ra, nó có cơ chế tam quyền phân lập đấy. Ví dụ như là trường hợp của ví dụ ông Tô Lâm được ạ, chỉ cần một cái vụ ông ta ăn thịt bò rát vàng ở Anh Quốc, nếu như là một chế độ đa đảng ông ta không thể tồn tại được, ông không từ chức thì về cũng bị cắt chức ngay lập tức, không có chuyện là tồn tại ngồi đến tận ngày hôm nay. Cái chuyện đó là rất rõ ràng ở trong chế độ đa đảng, những người như Tô Lâm không thể tồn tại được. Nhưng mà tại sao ở trong chế độ cộng sản nó vẫn tồn tại được? Bởi vì nó là một cái chế độ độc tài. Chế độ độc tài ông Vũ Trọng ấy, ông ấy muốn bảo vệ quyền lực tuyệt đối của mình ấy, thì ông phải chọn những cái kẻ phục tùng nghe theo đấy. Những người nào mà không nghe Nguyễn Phú Trọng ấy, ông đá tìm cách đá vào ngay. Nhưng Nguyễn Tấn Dũng cũng là một người độc tài thôi, nhưng mà Nguyễn Tấn Dũng thì không phục Nguyễn Phú Trọng, thì ông ta phải tìm các loại từ năm đại hội 12 đấy. Tất cả những cái người ấy mà có thể bị bắt vì rất nhiều lý do, một là anh là cái nhóm lợi ích yếu, hai ấy, là anh này cũng xấu thôi nhưng mà anh lại không thích cái thằng ông Nguyễn Phú Trọng, thì ông ấy phải dẹp đi để tất cả quyền lực ở trong đảng nó phải thống nhất từ trên xuống dưới. Thế thì làm sao xung quanh ông Nguyễn Phú Trọng có người tốt được? Đã được chưa, để nhìn rộng ra thế giới cũng biết rồi, ngay như nhà độc tài Putin đấy thôi, xung quanh Putin chắc chắn sẽ không người tốt. Người tốt không bao giờ có thể sống chung phục vụ những kẻ độc tài, người ta sẽ tìm cách người ta xa lánh, người ta bỏ đi, hay là Tập Cận Bình vậy thôi, tất cả những chế độ độc tài hay là Kim Jong Un ở Bắc Hàn vậy thôi, không bao giờ có những người tốt, người ngay thẳng, người chính trực, người ta có thể sống làm việc phục vụ cho nhà độc tài cũng như phục vụ đất nước. Anh đã phục vụ độc tài thì anh không thể phục vụ đất nước và người dân. Hai cái đó nó như mâu thuẫn đối kháng với nhau. Anh chỉ có thể phục vụ nhà độc tài thôi. Anh phục vụ độc tài thì đương nhiên anh phải làm theo cái điều đó. Thế cho nên ở trong cái quan chức cộng sản đấy, nó bị tha hóa, bị biến chất ấy, là tự bản thân cái chế độ nó làm cho quan chức. Khi tôi lấy ví dụ đơn giản này thôi. Tôi có một người khi mà học trường luật ấy, thì tôi có rất nhiều người bạn.
thì khi mà ra trường ấy, thì chỉ có mình tôi theo con đường luật sư và hoạt động độc lập, còn lại đa số bạn bè là họ đi theo vào Bộ Tư pháp rồi Văn phòng Chính phủ, Tòa án, Viện Kiểm sát rất nhiều. Thì khi vào đó thì họ đã bắt đầu bước trên một số quan trường, họ nhìn thấy là sếp của họ là tổ trưởng hay là phó trưởng phòng, trưởng phòng, vụ trưởng, vụ phó đều là những người có quyền lực, và khi có quyền lực ấy, họ có rất nhiều lợi ích ở trong đó. Thế thì họ mới nhìn thấy gì? Mình muốn có được lợi ích thì thứ nhất anh phải xin vào đảng. Tức là cái lý tưởng vào đảng ấy không phải để phục vụ đảng, không phải để phục vụ nhân dân, không phải để phục vụ đất nước, mà tìm kiếm lợi ích bằng con đường chính trị. Đấy. Và khi họ vào đảng rồi ấy, thì cái người bí thư chi bộ sẽ dạy họ biết anh phải làm gì để phù hợp với đảng. Ví dụ như là cái câu của bà trưởng phòng khảo thí Sở Giáo dục tỉnh, Giáo dục Đào tạo tỉnh Hòa Bình, bà nói thì ai cũng gù, người thẳng lưng ấy, là trở thành người khuyết tật. Cho nên khi anh bước vào chỗ qua trường ấy, anh phải gù, anh phải biết định hót, anh phải định bợ, anh phải theo loại kia thì anh mới tồn tại trong hệ thống của nó được. Đấy, cho nên là khi mà anh đã trở thành cái chức vụ trưởng phòng rồi là vụ trưởng rồi là thứ trưởng rồi bộ trưởng thì nó là một tiến trình tha hóa. Chức càng cao thì cái mức độ tha hóa con người anh càng lớn, anh không còn giữ được cái đạo đức nữa, không có. Điều đấy chắc chắn như vậy. Dạ vâng, cảm ơn lời bình luận của luật sư Nguyễn Văn Đài. Vậy thì vừa rồi hai vị khách mời của chúng ta đã bàn rất là kỹ về cái việc đó là lý do tại sao các cái tiêu chuẩn về đạo đức, về tư tưởng chính trị, về bản lĩnh chính trị nó đã có sẵn rồi. Thế nhưng mà những cái quan chức được tuyển chọn và được đưa lên các cái vị trí cao cấp vẫn tha hóa, vẫn tham nhũng như thường. Vậy thì cái điều tiếp theo mà tôi muốn hai vị cùng tham gia bàn luận đó là thế thì như giáo sư Hoàng Dũng vừa mới chỉ ra một cái điều khá là đặc thù ở Việt Nam, đó là khi một đảng viên cấp thấp hay là cấp cao, đặc biệt là đảng viên cấp cao bị phanh phui tham nhũng thì người đó không thể bị bắt ngay, mà trước khi cái người đó bị bắt thì phải trải qua một cái thủ tục đó là khai trừ khỏi đảng. Sau đó thì các cái hệ thống tư pháp bao gồm tòa án, viện kiểm sát mới được tiến hành cái việc truy tố người này. Thế thì không biết là giáo sư Hoàng Dũng và luật sư Nguyễn Văn Đài có thể phân tích thêm là tại sao lại có cái trường hợp như vậy, hoặc là tại sao lại có cái hiện tượng, cái đường lối như vậy, đó là phải khai trừ khỏi đảng trước đã thì mới được phép, các cái cơ quan tố tụng mới được phép tiến hành truy tố, bắt giữ, mặc dù có thể là chứng cứ đã rành ra rồi. Dạ. Cái đó thì chính những người có trách nhiệm trong đảng nói công khai rồi, chứ còn họ giấu diếm gì đâu. Họ bảo là chúng ta không chấp nhận tam quyền phân lập, mà tất cả tam quyền đều dưới sự lãnh đạo của đảng. Mà đã dưới sự lãnh đạo của đảng, mà đảng chưa ra lệnh làm sao tòa án để đưa một cái ông ủy viên trung đảng ra tòa được. Cho nên là họ có những cái tiêu chuẩn rất rõ ràng, ở cái chức vụ nào đó thì bắt buộc phải đảng viên chẳng hạn. Nói cho đâu xa, tôi biết chắc chắn hiện nay là hệ là tổng biên tập hay là giám đốc nhà xuất bản thì bắt buộc có đảng viên, quy định hẳn hoi, là bởi vì để họ đuổi chứ vậy. Nếu anh là đảng viên thì đầu tiên họ chưa cần nói cái chuyện đưa ra pháp luật gì cả. Điều đầu tiên là họ đuổi anh ra khỏi đảng. Mà đuổi anh ra khỏi đảng thì tức là anh còn cái đủ cái phẩm chất, đủ cái tiêu chuẩn để làm cái chức vụ tổng biên tập hay là giám đốc nhà xuất bản nữa. Thành ra là như thế là anh buộc anh phải thôi việc. Họ công khai nói như vậy. Mà có những trường hợp tuy không công khai, thế nhưng trên thực tế nó như vậy. Chẳng hạn như hiệu trưởng của một trường đại học thì không có giấy tờ nào bắt phải đảng viên hết á. Nhưng trên thực tế hầu như không thể nào mà không đảng viên mà có thể là hiệu trưởng trường đại học được. Chính tôi này, một cái năm nào đó thì trường nó mới có cái chuyện bầu đảng viên. À xin lỗi, bầu hiệu trưởng. Thì nó mới xem thử là anh tổ chức anh mới xem thử trong trường có những người nào đúng tiêu chuẩn mà làm hiệu trưởng không. Thì kết quả đưa ra 18 người. Trong đó có tôi. Trừ một điều mà anh phải đưa ra thôi, mà anh biết đưa ra cho vui, anh buộc phải đưa ra. Đó là tôi không phải đảng viên. Như vậy thì về mặt hình thức, tôi hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu làm hiệu trưởng.
Nhưng mà trên thực tế không bao giờ những người như tôi mà được làm được cả. Nhưng mà họ cũng phải làm danh sách rồi đưa ra cho mọi người biết. Ở đây để tất cả những người thế này. Rồi, cả trường ai cười cả. Họ nhìn thấy danh sách là họ cười rồi. Chúng ta đang sống trong tình trạng giả dối. Nói đường đằng làm một nẻo mà nói một đằng đó là nói công khai. Làm một nẻo cũng công khai luôn. Thành ra là kỳ quặc. Những cái chuyện mà tại sao lại tham nhũng như vậy, chuyện mà ai cũng biết, đó là một cái bí mật ai cũng biết. Chỉ có những người họ có quyền lực, họ đau đầu họ không giải quyết được. Bởi vì cái không ai cũng biết đó muốn giải quyết thì lại thực chất là đụng đến cái quyền lợi của những người đang cầm quyền hiện nay. Mà đụng đến quyền lợi người cầm quyền là một điều không dễ giải quyết. Bởi vì nó không phải là đụng đến một người cụ thể. Một người cụ thể đã khó nhưng mà đảng ta cũng có thể giải quyết được. Nhưng mà đụng hết cái gọi là đảng ta thì giải quyết thế nào? Giải quyết thế nào? Đụng hết quyền lợi của cả đảng thì giải quyết thế nào? Phải là một người quá dũng cảm. Một người tiên tri. Thì nói rằng là có lòng hy sinh vô cùng. Thì họ mới đủ sức để làm cái công việc lịch sử đó. Đến nay tôi chưa thấy nhân vật lịch sử đó xuất hiện. Vì thế, cái chuyện mà chống tham nhũng tôi cũng thấy rằng là u ám lắm, không giải quyết được đâu. Dạ vâng, cảm ơn giáo sư Hoàng Dũng. Luật sư Nguyễn Văn Đài thì sao ạ? Ông đánh giá thế nào? Thử phân tích cho chúng tôi xem là tại sao quan chức cấp cao, đặc biệt là có cái vị trí cấp cao trong đảng đấy, thì phải bị khai trừ khỏi đảng trước thì các cái cơ quan chấp pháp mới được phép truy tố cái người đó về tội tham nhũng. Mà nếu cái người đó mà chưa bị khai trừ khỏi đảng đấy, mà vẫn còn giữ cái vị trí trong đảng, thì dù có tham nhũng hay không thì cũng không thể nào mà bị truy tố. Thì ông có thể lý giải cho chúng tôi là tại sao lại có cái hiện tượng và cái chính sách như vậy ạ? Vâng, cái này thì không có gì khó khăn cả. Khi tôi còn học ở trong trường luật ấy, thì người ta đã dạy tôi ấy, là pháp luật và nhà nước thì nó mang bản chất giai cấp rồi. Nó để bảo vệ và phục vụ cho giai cấp thống trị. Mà giai cấp thống trị ở đây ấy, nó không đúng như những cộng sản nói. Họ nói là giai cấp công nhân và giai cấp nông dân là từng lớp tiên phong là thống trị đó. Nhưng mà chúng ta vừa đã nói rồi, tức là giai cấp thống trị ở đây nó chỉ là một nhóm quyền lực thống trị thôi. Tức là gồm các ủy viên trung ương, bộ chính trị và ban bí thư. Tức là gì? Pháp luật, chính phủ, tòa án, công an hay tất cả những cái đó, nó chỉ là công cụ để phục vụ cho quyền lợi và lợi ích của từng, gọi tôi gọi là từng lớp chóp bu độc tài cộng sản Việt Nam đấy. Thế thì những cái nhóm từng lớp chóp bu này ấy, nó đứng bên trên pháp luật và đứng bên ngoài pháp luật, nó có những cái đặc quyền riêng của nó. Ví dụ như họ quyết định ấy, tỉnh ủy viên trở lên ấy, thì thuộc quyền quản lý của ai, ủy viên ban chấp hành trung ương thì thuộc quyền quản lý của ai, rồi ban bí thư, bộ chính trị thuộc quyền quản lý của ai. Muốn cách chức một cái người mà đã là ủy viên trung ương trở lên á thì nó cần những cái điều kiện gì để mà người ta cách chức, tức là nó nằm bên ngoài hệ thống luật pháp. Trong hệ thống luật ví dụ như là hiến pháp, luật hình sự hay là tất cả các luật khác, nó không tố tụng hình sự, nó không quy định đặt ra công ủy viên trung ương mà phạm tội thì sẽ phải xử lý nào, nó không có. Trong luật hình sự, tố tụng hình sự nó không có quy định cái đó, mà nó nằm ở đây ấy, nó nằm trong quy định của đảng cộng sản Việt Nam, nó đứng bên, nằm bên ngoài hệ thống pháp luật. Thế cho nên khi mà anh đã vào đến ủy viên trung ương rồi ấy, thì tự bản thân cái ủy viên trung ương đấy ông ấy biết được mình có những đặc quyền gì và cứ làm sai thoải mái. Mà muốn mà xử lý hình sự tôi á thì nhất là anh phải đưa tôi ra bộ chính trị họp, thứ nhất là của ban kiểm tra trung ương xem xét thấy rằng là vi phạm đó là đã vi phạm hình sự hay vi phạm hành chính hay là vi phạm điều lệ của đảng. Rồi ban kiểm tra trung ương sẽ đề nghị đến bộ chính trị, bộ chính trị là phải xem xét rồi phải thông qua rằng là ông này đã vi phạm rồi, cần phải chuyển cho ban chấp hành trung ương họp rồi khai trừ khỏi đảng, rồi mới chuyển hồ sơ cho các cơ quan tư pháp như là công an, viện kiểm sát hay tòa án để mà khởi tố, điều tra, truy tố và cuối cùng là xét xử. Thế cho nên ý, thì các ủy viên trung ương họ không phải dễ dàng như họ vào đó. Họ vào bằng tiền bạc, họ vào bằng quan hệ, họ vào bằng các nhóm lợi ích. Cho nên họ nghĩ rằng gì? Cứ vi phạm khi mà mình có vấn đề gì á thì đã có cả một cái nhóm lợi ích bảo vệ cho mình rồi. Đấy là khi họ bước trên một quan trường là họ nghĩ như vậy. Thế cho nên họ rất đàng hoàng, ung dung mà vi phạm là tôi, mà tham nhũng thoải mái. Thế thì như tôi bây giờ tại sao nó lại bị xử lý như vậy ấy? Thì do vấn đề ông Vũ Trọng muốn bảo vệ đảng, muốn bảo vệ chế độ, và ông thấy rằng thì nếu như cứ để cái nạn tham nhũng xảy ra mà nó công khai nhiều quá thì đến một lúc đấy dân tức nước vỡ bờ phải làm cách mạng thôi. Tất cả các cuộc cách mạng trên thế giới ấy, nó đều nổ ra dựa trên cái sự bất mãn,
dựa trên cái sự phẫn nộ của người dân. Và thì ông Trọng đã từng nhiều lần phát biểu rồi, ông có thể nói là diệt một vài con sâu để cứu cả một rừng cây, hay là trừng trị một người để cứu một người. Đấy là quan điểm của ông Trọng là như vậy. Cho nên ông ta có thể lựa chọn những cái quan chức yếu thế, những quan chức mà không thuộc phe cánh của mình, để lôi ra xử lý những quan chức đó, để lấy lòng người dân, rồi để lấy thành tích là chống đốt lò, chống tham nhũng, để ông ta bảo vệ quyền lực cho chính hết bản thân ông ta, rồi bảo vệ quyền lực cho đảng, rồi bảo vệ quyền lực cho chế độ. Cho nên là mới có những quan chức như vậy. Thế nên chúng ta mới thấy rõ ở đây tại sao người ta phải làm như vậy. Bởi vì pháp luật, nhà nước hay là các cơ quan tư pháp ấy, nó là công cụ của từng lớp cho bu. Đấy. Và từng lớp cho bu thì nó có những đặc quyền riêng của nó. Cho nên nó cần phải khai trừ khỏi đảng, cần phải cách chức trong đảng rồi mới chuyển cho cơ quan tư pháp. Lệnh cho cơ quan tư pháp mới có thể xử lý được các loại quan chức này. Dạ vâng, vậy thì hai vị khách mời có thể cho khán thính giả của Đài Á Châu Tự Do biết, đó là vậy thì trong trường hợp nước ngoài đi, mà có cái hệ thống chính trị khác với Việt Nam, khi mà một cái quan chức cấp cao mà phạm tội tham nhũng thì người ta bị xử lý thế nào? Như giáo sư Hoàng Dũng là người đã đi rất nhiều nơi trên thế giới, đã từng dạy học ở châu Âu, luật sư Nguyễn Văn Đài cũng là người đang sinh sống ở nước Đức, thì có thể cho khán thính giả Đài Á Châu Tự Do biết được rằng là vậy thì nếu mà trong trường hợp một cái quan chức cấp cao ở nước ngoài mà cũng tham nhũng như vậy mà bị phanh phui ra thì người ta có phải trải qua các cái quá trình ở Việt Nam hay không? Hay là nó sẽ như thế nào? Dạ. Tôi nghĩ nói cái này thì chắc là toàn dân Việt Nam đều biết, bởi vì là những cái thông tin đó đầy rẫy trên báo chí Việt Nam, chứ người ta chả giấu giếm gì. Hãy nhìn Hàn Quốc mà học, liên tiếp mấy cái người tổng thống bị ra tòa rồi ở tù, thì nhìn đó biết thì người ta xử lý như thế nào. Và có họ cho dù là những cái người đó ở có cương vị gì chứ nữa, họ có hỏi ý kiến của cái đảng của cái người đó không, thì cứ nhìn họ biết. Đó là một cái pháp luật, mà tôi nói đã là cái pháp luật thực sự thì nó tự động. Anh có trách nhiệm truy tố người đó ra tòa, thì khi anh thấy bằng chứng người đó vi phạm pháp luật, anh hành xử một cách tự động, chứ không phải là hỏi ý kiến. Chính hỏi ý kiến là chứng tỏ cái nền tư pháp đó là khiếm khuyết. Là khiếm khuyết. Nằm trong cương vị của anh nó hoàn toàn có thể giải quyết được. Mà anh phải hỏi ý kiến ở trên. Thì cái luật pháp nào mà kỳ cục như vậy? Cũng giống như hiện nay luật pháp của Việt Nam là thực chất là bịt bờm. Là vì sao? Nói rằng mọi người đều bình đẳng được pháp luật. Trên thực tế, tôi là người dân bình thường, tôi phạm pháp bị bắt ngay. Không ngoại năng gì. Còn nếu tôi là ủy viên trung ương đảng là phải chờ đảng họp đảng kết luận tôi có tội không cái đảng, rồi bỏ phiếu khai trừ tôi ra khỏi đảng cái đảng, lúc đó tôi mới ra tòa. Ngay cả cái chuyện như thế cũng đã thấy kỳ cục rồi, thấy là nó một cái nền tư pháp mà có vấn đề. Thì như tôi nói từ đầu, thế giới văn minh đi một đường, chúng ta không phải lạc hậu, chúng ta đi theo một đường khác. Và như thế thì biết bao giờ chúng ta văn minh. Lạc hậu không phải là cái tôi. Nếu chúng ta cố gắng hết sức, chúng ta đẩy mạnh tốc độ. Còn bây giờ đã lạc hướng thì điều đầu tiên là phải xác định là hướng nào. Chứ cứ theo là con đường cái gì chủ nghĩa xã hội như vậy không biết được khi nào mà xong. Mà chính ông Trọng ông cũng phải nói rằng là không biết đến cuối thế kỷ này nó có đạt tới không. Đưa cả một dân tộc đi theo cung đường mà không biết cả thế kỷ này có tới không, mà ông dùng cảm ông đưa cả dân tộc đi theo đường đó, thì đó là một cái dùng cảm kỳ lạ lắm. Thì huống gì là cái vấn đề tư pháp, như chúng ta đang bàn một cái mạng nhỏ trong cả một cái con đường như vậy, chúng ta hoàn toàn lạc hướng. Cho nên tôi phải nói rằng nhìn xa tôi thấy u ám lắm, cần có một sự dùng cảm rất ghê gớm của một cái vị nhân nào đó biết bây giờ, mà bây giờ tôi chưa thể xuất hiện. Dạ vâng, cảm ơn giáo sư Hoàng Dũng. Luật sư Nguyễn Văn Đài thì sao ạ? Trải nghiệm của ông là người đang sinh sống ở một nước châu Âu thì ông có thể cho biết là ở đó thì cái sự khác biệt trong cái việc chống tham nhũng so với Việt Nam là như thế nào thưa ông? Vâng, rất rõ ràng thôi. Bởi vì tôi chỉ lấy một cái ví dụ mới xảy ra ở nước Đức thôi. Tức là sau khi mà đế quốc Nga xâm lược Ukraine đó, thì cái ông cựu thủ tướng Đức là ông Schröder đó, thì ông có rất là mối quan hệ thân tình với Putin và các doanh nghiệp Nga. Ông ấy làm là một cái người quan chức đại diện cho rất nhiều doanh nghiệp của Nga ở các nước châu Âu này. Thì lúc đó thì đầu tiên là đảng cầm quyền
là ông này là đảng SPD, có khuyên ông ấy là ông nên rời bỏ chức vụ đi, đừng có tham những cái lợi lộc ở đấy, vì bây giờ nước Nga nó không còn là cái đối tác của Đức và của EU rồi, nó đã trở thành đế quốc và đang đe dọa xâm lược Ukraine và đe dọa đến hòa bình, an ninh, ổn định của cả châu rồi. Nhưng ông này không nghe ngay lập tức ấy, là đảng cầm quyền á, là họ khai trừ ra khỏi đảng, yêu cầu khai trừ ra khỏi đảng. Rồi sau đó thì Quốc hội Đức họp tước toàn bộ những cái lợi của ông ấy, tức là trước đây cựu thủ tướng ấy, thì ông có văn phòng riêng, có lái xe riêng, có cả một đội ngũ phục vụ, thư ký đầy đủ hết, được tiêu tiền từ ngân sách nhà nước. Nhưng mà bây giờ ông không nghe, cho nên là Quốc hội Đức tước toàn bộ quyền của ông trở thành một người thường dân rất là bình thường. Đấy, tức là ở bên các nước tự do dân chủ thì họ có cái cơ chế của họ. Thứ nhất ý, là cơ chế tam quyền phân lập, là các cái cơ quan hành pháp, lập pháp họ rất độc lập với nhau. Khi mà một người là đứng đầu chính phủ hay đứng đầu nhà nước mà vi phạm luật thì cái đầu tiên ý, là Quốc hội luận tội trước. Đấy, Quốc hội luận tội trước. Rồi khi mà nếu có tội thì lúc đó họ sẽ chuyển sang bên Quốc hội cắt chức và chuyển sang bên cho cơ quan tư pháp để xét xử. Đấy, họ có cái cơ chế của họ. Còn khi mà anh là cái người không còn chức vụ nữa thì ngay lập tức cơ quan tư pháp họ có quyền xử lý luôn. Các em mới đây nhất là Thủ tướng Boris Johnson của Anh chẳng hạn, trong cái lúc mà chống dịch Covid, ông có mở bữa tiệc mời bạn bè đến uống một vài cốc bia, một vài hình ảnh lọt ra bên ngoài. Ngay lập tức ý, cái vấn đề này thì nó thuộc phạm trù đạo đức, nó không thuộc phạm trù của về vấn đề hành chính ý, thì nó đã phạt ông rồi, nó đã phạt tiền ông rồi. Đấy, thì ông chỉ vi phạm hành chính thôi, chưa đến mức độ vi phạm hành sự. Nhưng mà cái đảng bảo thủ là cầm quyền đó, họ cũng đã đưa ông ra để bỏ phiếu bất tín nhiệm trong đảng. Nhưng mà rất may mắn thì 51% đảng viên họ cho rằng là ông này vẫn chưa đến mức độ vi phạm cần phải rời bỏ chức vụ, thì ông vẫn thoát qua được cái cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm trong đảng và ông vẫn giữ được chủ tịch đảng và giữ được cái chức thủ tướng của Anh. Thì đấy, tôi thấy ở các nước dân chủ văn minh ấy, nó rất nhanh chóng, bất kỳ một cái sai phạm nào của Anh ấy thì cũng đều bị xem xét ngay. Thì tôi lấy lại cái ví dụ của Tô Lâm vậy thôi, ông Boris Johnson ông chỉ có tiếp vài người bạn uống bia mà bị như vậy, trong khi đó ông Tô Lâm ông ăn một cái miếng thịt bò rát vàng trị giá 10 tấn lúa của dân về chẳng làm sao cả. Thì đấy, chúng ta thấy cái sự khác biệt giữa hai cái hệ thống chính trị, nó giữa một bên là dân chủ, một bên là độc tài, nó khác nhau hoàn toàn như vậy. Dạ vâng, thế thì rõ ràng là các cái cuộc bắt bớ nó càng ngày càng gia tăng, quan chức càng ngày thì những cái quan chức bị bắt thì càng ở những cái cấp cao, thế nhưng mà cái tham nhũng nó lại không thuyên giảm. Chúng ta lại thấy rằng là những cái người tham nhũng lại là đảng viên, thì không biết là theo hai vị là bây giờ một cái đảng mà có nhiều đảng viên tham nhũng như vậy, họ có tự mình để mà quét sạch được cái nạn tham nhũng này hay không, hay là nó cần phải có được thêm những cái yếu tố nào khác nữa thì nó mới có thể chống được cái nạn tham nhũng này, thưa hai vị? Anh có thấy rằng là cái việc mà ông Trọng tuyên bố như vậy và cái thể chế Việt Nam trước và sau cái lời tuyên bố đó có thay đổi gì không? Không thay đổi gì cả. Và trong khi tôi đã đặt vấn đề là chống tham nhũng là một vấn đề thể chế, không nên đặt vấn đề đạo đức cá nhân, mà nên đặt vấn đề thể chế. Nếu thể chế không thay đổi mà cứ hô hào chống tham nhũng thì thực sự đó là mì dân thôi, không được gì hết, không có kết quả thực tiễn. Tôi nghĩ rằng là phải thay đổi thể chế, nhưng mà muốn thay đổi thể chế như tôi đã nói, cần có một sự dũng cảm phi thường ở những cái người còn lãnh tù xuất hiện đúng lúc, đúng một cái giai đoạn lịch sử, cái người lãnh tù đó họ có đủ dũng cảm để họ làm một cái chuyện được ghi vào lịch sử, thì lúc đó mới mong mà cái chuyện tham nhũng nó được chấm dứt một cách căn bản. Còn cứ cắt cái kiểu đánh chuột đừng để vợ bình, cái kiểu này với kiểu này, rồi tất cả mọi chuyện trước khi tòa xử thì phải đưa qua đảng coi xem cái đảng cách làm kiểu như thế này, thì cái lò như tôi đã nói, lò đã còn đốt nhiều đến đâu, gấp 10 lần này đi nữa, thì công cuộc chống tham nhũng trong tham nhũng vẫn thất bại như thường. Vâng, luật sư Đại, ông đánh giá thế nào về triển vọng chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Việt Nam dưới cái sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một cái người mà trong những năm qua đã rất cố gắng dương cao cái ngọn cờ chống tham nhũng. Vậy thì theo ông cái triển vọng chống tham nhũng của Đảng cầm quyền hiện nay là gì? Vâng, thì ngay từ bên đầu thì chúng ta đều xác định rồi. Bây giờ nếu như hỏi người dân Việt Nam ấy là cái nguyên nhân tham nhũng ở Việt Nam nó sinh ra từ đâu, thì tôi cho rằng là những người sợ là không nói rồi, những người dũng cảm và những người hiểu biết thì họ đều thừa nhận đấy, cái vấn đề tham nhũng Việt Nam ấy nó sinh ra từ bản chất của đảng, của chế độ. Vì là cái chế độ độc tài đó nó bị tha hóa,
nó bị hủ bại cho nên nó mới sinh ra tham nhũng. Thì mình đã biết nguyên nhân của nó là do chế độ rồi, độc đảng nó sinh ra tham nhũng rồi thì chúng ta cần phải thay đổi nó, tức là phải chuyển từ một cái chế độ độc tài, độc đảng đó chuyển sang một nền chính trị tự do, dân chủ, đa đảng. Chứ còn một đảng thì không bao giờ mà có thể thay đổi được. Thế thì câu hỏi đặt ra là liệu rằng Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ dũng khí, đủ dũng cảm để tự bản thân họ thay đổi hay không? Thì tôi rằng không có. Nhiều người dân Việt Nam thì thường họ mơ rằng là có một ông góp vào chốt ở đó, ở trong Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ dũng khí để mà xóa bỏ điều 4 hiến pháp đi, rồi chấp nhận đa nguyên đa đảng ở Việt Nam. Nhưng mà tôi cho là cái cơ chế ở Việt Nam nó khác rất là nhiều, không có điều đó. Và Việt Nam cũng đã từng xuất hiện những người gần như có vào chốt, ví dụ như ông Trần Xuân Bách vào đầu thập niên 1990, ông đã từng có ý định đa nguyên đa đảng rồi. Thế nhưng mà ông ta chưa kịp làm thì đã bị bắt, bị quản thúc cho đến khi chết. Rồi sau này năm 1997 thì ông Hà Phan là người thứ hai, nhưng mà thứ hai cũng muốn đi theo con đường đó nhưng mà cũng chưa kịp lên ghế thủ tướng thì rồi cũng bị quả thúc cho đến chết, không còn có một cái danh phận gì ở trong đảng chế độ. Cho nên ở cái cơ chế bảo vệ của chế độ độc tài Cộng sản Việt Nam ấy, nó theo một cơ chế rất là phức tạp, không bao giờ nó cho phép xuất hiện những cái con người mà có xu hướng muốn cải cách. Tôi lấy một ví dụ đơn giản thôi, ông Nguyễn Tấn Dũng cũng là một con người có xu hướng muốn cải cách. Tất nhiên ông ta là một chùm tham nhũng và một chùm phá hoại rồi, nhưng mà dù sao ấy, ông ta vẫn biết lắng nghe người dân nhiều hơn. Tức là khi người dân biểu tình thì ông ta yêu cầu Bộ Công an ấy là phải soạn luật biểu tình, tức là ông có biết lắng nghe và biết có một cái đáp ứng nào đó. Hay là ông Đinh La Thăng là những người mà ông theo xuống hơi dân túy một chút, tức là ông đi sát người dân. Đấy, nếu chúng ta so Nguyễn Tấn Dũng, so Đinh La Thăng với lại những quan chức của đang nắm quyền như là ông Nguyễn Tấn Phúc, ông Phạm Minh Chính hay là ngay cả Nguyễn Trọng đi, thì tôi chưa chắc đã cho rằng là ông Đinh La Thăng xấu hơn người kia, mặc dù ông bị án tổng cộng gần 100 năm tù, chưa chắc là xấu hơn những quan chức còn lại trong chế độ Cộng sản Việt Nam. Nhưng ông ta bị xử lý tại vì sao? Không hẳn là vấn đề tham nhũng, vấn đề ở đây là phe phái là một. Vấn đề thứ hai, ông ta khá có xu hướng dân túy. Và tôi khẳng định nếu như ông Đinh La Thăng ấy mà ông còn tiếp tục làm bí thư thành ủy thành hồ cho đến hết nhiệm kỳ thì mà Đảng Cộng sản Việt Nam có một chút dân chủ thì ông ta sẽ chiếm được ghế tổng bí thư, sẽ có chức vụ rất là cao và như vậy sẽ có lợi cho người dân. Đấy, nói chung là những cái quan chức Cộng sản mà có những cái tư tưởng hay là có những cái xu hướng làm một chút nào đó có lợi cho người dân thì dù sớm hay muộn sẽ bị đá văng ra khỏi hệ thống. Chỉ những quan chức nào như Nguyễn Phú Trọng ấy, đảng là số 1, chế độ là số 1, làm gì cũng vì đảng với chế độ thì chúng ta sẽ ngồi ghế quyền lực cao nhất, đó là nguyên tắc. Thế nên ấy, ở đây tôi khẳng định một lần nữa là gì, Đảng Cộng sản Việt Nam không bao giờ tự gội cái đầu cho của họ cho sạch được cả, mà cần phải cái yếu tố, và trong Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ không bao giờ xuất hiện một góc bao chốt như vậy. Bây giờ thì câu hỏi là ai có thể thay đổi được nước của mình? Theo quan điểm của tôi chỉ có người dân thôi. Người dân Việt Nam chỉ cần phải hiểu biết rằng là cái chế độ độc tài Cộng sản đó nó không phải là tương lai của các thế hệ người Việt Nam hôm nay và các thế hệ mai sau. Cái thứ hai họ phải nhận thức gì? Cái việc đấu tranh để chuyển từ độc tài sang dân chủ nó không phải là của ông A, B, C, cũng không phải của đảng nọ đảng kia, mà đó là trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi một người dân Việt Nam. Tất cả mỗi người đều phải nhận thức được cái chính trách nhiệm của mình đối với đất nước của mình và phải luôn luôn suy nghĩ mình phải làm một cái điều gì đó, phải đóng góp một cái chút nào đó để cùng với toàn thể gần 100 triệu người dân thay đổi đất nước của mình. Chứ chúng ta không để trông chờ vào Nguyễn Phú Trọng được, không để trông chờ vào xuất hiện một con người như Bao Chốt ở trong Đảng Cộng sản Việt Nam được. Đừng có trông chờ người đó, mà mình phải đặt câu hỏi là gì? Tôi có trách nhiệm gì? Tôi có thể làm gì để cùng với những người khác thay đổi đất nước của mình, đem lại tự do cho bản thân tôi, cho con cháu của tôi và cho tất cả gần 100 triệu người dân Việt Nam, thì chúng ta mới thay đổi được nước của mình, chứ không trông chờ vào Nguyễn Phú Trọng được. Dạ vâng, kính thưa hai vị khách mời, thì đến đây thì thời lượng dành cho cái chương trình hội luận của chúng ta ngày hôm nay đã kết thúc. Xin cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia và có những cái bình luận hết sức là sôi nổi. Vâng, kính thưa quý vị khán thính giả của Đài Châu Tự Do, chương trình hội luận của chúng tôi ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã quan tâm theo dõi và xin được hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình hội luận lần sau. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.